cũng làm cho tên tuổi của ngôi trường này mang dấu ấn riêng biệt, một ngôi trường cho cuộc sống mai sau. Năm học 2017-2018 sắp sửa bắt đầu. Tiếng trống Việt Nam âm vang rền sông suối, 4.000 năm trung nghĩa một lòng son. Tiếng trống đã bao thay thay lời tổ quốc, hào hùng rung chuyển tiếng trống vượt thời gian. Lượng nước rèn tài sẵn sàng hội nhập, quyết tâm trí đức tự hào.